cùng HomeKit trải nghiệm tính năng mở khóa AB24G từ xa trên app điện thoại. Giao diện trên điện thoại đã kết nối với khóa, tổng thể khá đơn giản để sử dụng. Người ở bên ngoài nhấn nút 7 và nút thăng để gọi chuông cửa. Trên app điện thoại, hiển thị thông báo và hình ảnh người bấm chuông. Khi xác định được người bên ngoài là ai, chỉ cần gạt nút màu xanh, khóa sẽ phát tín hiệu và cho phép người bên ngoài có thể gạt tay nắm mở cửa. Lịch sử đóng mở cửa hiển thị ngay ở danh mục trên app điện thoại. Tính năng này giúp người dùng kiểm soát chặt chẽ an ninh. Khi có sự cố xảy ra, người dùng có thể tra soát lại lịch sử ra vào nhà. Khóa cửa thông minh HomeKit mang sự tiện nghi và an toàn đến căn nhà của bạn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và đồng hành.